Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay, thứ sáu, ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính sau. Bộ Trạch triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Minh Hóa, 1.230 lượt hộ được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Quảng Bình đẩy mạnh liên kết trong phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và sơ kết chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Năm 2017, huyện Bố Trạch là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, đặc biệt cơn bão số 2 và số 10 đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Năm 2018, dự báo tình hình thiên tai bão lũ sẽ còn diễn biến phức tạp. Trên cơ sở phân tích những tồn tại hạn chế trong công tác phòng chống thiên tai năm 2017, huyện Bố Trạch tiếp tục hoàn chỉnh phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Trong đó xác định rõ các vùng có nguy cơ bị thiên tai và hướng xử lý, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp từng ngành để xử lý tình huống khi có bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt theo phương châm 4 tại chỗ. Dịp này, huyện Bố Trạch cũng đã sơ kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm. Đến nay, Bố Trạch có 11 trên 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ bình quân số tiêu chí đạt chuẩn là 14,7 tiêu chí một xã. Hiện nay, huyện Bố Trạch đang tập trung nguồn lực phấn đấu xây dựng xã Cửa Nẫm đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018, đồng thời chỉ đạo các xã có tiêu chí bị sụt giảm xây dựng kế hoạch tập trung nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Hôm qua ngày 19 tháng 7, Sở Công Thương Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến Nghị định 87 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí cho các cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, thị xã, đơn vị sản xuất kinh doanh và chủ cửa hàng bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng. Tại hội nghị, đại diện Sở Công Thương đã phổ biến những nội dung chính của Nghị định 87/2018 về kinh doanh khí, bao gồm khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên hóa lỏng và khí thiên nhiên nén. Nghị định gồm 6 chương 62 điều quy định về hoạt động kinh doanh khí và điều kiện kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam, như điều kiện kinh doanh, quyền và nghĩa vụ đối với thương nhân, cửa hàng bán lẻ khí hóa lỏng, an toàn trong hoạt động kinh doanh khí, các loại giấy chứng nhận, hồ sơ đề nghị trình tự thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện quản lý nhà nước về kinh doanh khí. Theo đó, nghị định đã đơn giản hóa và bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh không còn phù hợp đang được quy định tại Nghị định 19/2016. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2018. Liên đoàn Lao động tỉnh vừa phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp với đoàn viên, người lao động Công ty Cổ phần Xí nghiệp May Hà Quảng. Công ty Cổ phần Xí nghiệp May Hà Quảng là đơn vị sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực dệt may. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng với việc tập trung mở rộng quy mô sản xuất, đơn vị luôn chú trọng đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động. Kể từ khi thành lập đến nay, đơn vị luôn thực hiện tốt nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Vì vậy, đến thời điểm này, trên 1.300 cán bộ công nhân lao động của đơn vị đã được hưởng đầy đủ các quyền lợi khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Để kịp thời cập nhật những thông tin mới liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tại buổi tuyên truyền đối thoại, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giới thiệu những nội dung về chính sách bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung và công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, và dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của người lao động về các vấn đề liên quan đến những thay đổi mới trong thẻ bảo hiểm y tế, chế độ thai sản đối với người lao động, quyền và nghĩa vụ khi tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp và một số nội dung khác. Nhà thiếu nhi Quảng Bình vừa phối hợp với Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung tổ chức chương trình đối thoại vì một thế giới không bạo lực trẻ em. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa tại trại hè thiếu nhi trải nghiệm để trưởng thành do nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức vào dịp hè này. Chương trình thu hút hơn 50 bạn học sinh ở các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Ninh, huyện Bố Trạch tham gia. Thông qua các tiểu phẩm ngắn, tại buổi đối thoại, các em thiếu nhi trong câu lạc bộ phóng viên nhỏ nhà thiếu nhi Quảng Bình đã truyền tải các thông điệp ý nghĩa: hãy lắng nghe ý kiến con bạn trước khi quá muộn, roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quả mắng. Với chủ đề vì một thế giới không bạo lực trẻ em,
các em thiếu nhi đã mạnh dạn chia sẻ những ý kiến của mình với các cô chú, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đoàn, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Đồng Hới về các vấn đề như tình trạng bạo lực học đường hiện nay, giáo dục giới tính tại nhà trường, đa dạng các hoạt động sinh hoạt hè, làm thế nào để trẻ em sử dụng mạng xã hội hợp lý. Ghi nhận những ý kiến của các em, các khách mời đã trao đổi, giải đáp những thắc mắc, tư vấn, hướng dẫn cho các em kỹ năng sống cần thiết, cơ bản để cùng nhau xây dựng một cuộc sống không bạo lực trẻ em. Thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, hiện nay tỉnh Quảng Bình vẫn đang sử dụng vaccine Quinvaxem để tiêm cho trẻ. Trước đó, từ tháng 4 năm 2018, Bộ Y tế đã cho thí điểm tiêm vaccine Comirnaty tại 4 tỉnh là Hà Nam, Kon Tum, Bình Định, Đồng Tháp để đánh giá và dự kiến triển khai nhân rộng trên cả nước vào tháng 7. Tuy nhiên, trong tháng 7 này, Quảng Bình và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước vẫn đang sử dụng vaccine Quinvaxem để tiêm cho trẻ. Sự kiện đến tháng 8, Quảng Bình sẽ dừng sử dụng vaccine Quinvaxem để đưa vaccine 5 trong 1 mới ngừa bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và HIT vào tiêm cho trẻ theo quy định của Bộ Y tế. Vaccine này có các thành phần giống như vaccine Quinvaxem, vì vậy những trẻ chưa tiêm đủ mũi Quinvaxem sẽ tiếp tục được tiêm vaccine Comirnaty. Vaccine Comirnaty do Ấn Độ sản xuất đạt tiêu chuẩn tiền kiểm định của Tổ chức Y tế Thế giới. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Minh Hóa, 1.230 lượt hộ được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Quảng Bình đẩy mạnh liên kết trong phát triển kinh tế. Hôm qua ngày 19 tháng 7, tại trường Trung học Phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đồng Hới phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu khu vực Huế tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2018. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt năm 2018. Ngày hội thu hút hơn 800 cán bộ đoàn viên, hội viên thuộc các tổ chức đoàn, hội liên hiệp thanh niên, đoàn viên công đoàn, người lao động ở các tổ chức công đoàn, doanh nghiệp tư nhân trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố, cán bộ giáo viên nhân viên tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Kết quả đã thu được 306 đơn vị máu. Những tháng đầu năm 2018, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Minh Hóa đã chỉ đạo thực hiện tổ công tác phối hợp giữa ngân hàng và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã huy động được hơn 2 tỷ đồng cho 1.230 lượt hộ vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tổng dư nợ đạt hơn 330 tỷ đồng. Thời gian tới, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Minh Hóa tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền cả cấp thực hiện tốt nội dung chỉ thị số 35 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư theo lãi suất thị trường tại điểm giao dịch xã và tại trụ sở ngân hàng. Nhờ xây dựng thành công mô hình kinh tế vườn rừng kết hợp chăn nuôi, nên những năm qua, gia đình cựu chiến binh Đinh Minh Phường ở thôn Kiều Tiến, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa đã có nguồn thu nhập ổn định để nâng cao đời sống gia đình. Nhận thấy tiềm năng về đất đai ở vùng gò đồi, cựu chiến binh Đinh Minh Phường đã cải tạo một số diện tích vườn tạp kém hiệu quả để trồng hơn 900 gốc cây hồ tiêu. Nhờ tích cực chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, nên bình quân mỗi năm, vườn hồ tiêu cho thu hoạch gần 1 tấn tiêu hạt. Bên cạnh cây trồng chính là hồ tiêu, gia đình cựu chiến binh Đinh Minh Phường còn đầu tư trồng 5 hecta keo tràm, nguyên liệu và chăn nuôi gia súc gia cầm. Từ mô hình này, mỗi năm gia đình cựu chiến binh Đinh Minh Phường có nguồn thu nhập bình quân 150 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, liên kết du lịch được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm phát huy và tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc, qua đó thu hút du khách đến ngày càng đông, lưu giữ khách ở lại lâu hơn. Đây cũng là hướng đi mới mà Quảng Bình đang tập trung nhằm góp phần đưa du lịch phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Quảng Bình là địa phương có nhiều lợi thế tiềm năng để phát triển du lịch, trong đó nổi bật có di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, được mệnh danh là vương quốc hang động. Ngoài ra, Quảng Bình còn có nhiều bãi tắm đẹp, hoang sơ và ẩm thực độc đáo. Quảng Bình còn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, con người thân thiện và mến khách. Để phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có, thời gian qua, ngành du lịch Quảng Bình đã đề ra nhiều giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững, thu hút du khách, đặc biệt là tăng cường liên kết sản phẩm, liên kết giữa các đơn vị cung ứng sản phẩm du lịch, các địa phương có tiềm năng trong phát triển du lịch. Công ty đã chủ động tham gia cùng Sở Du lịch và Phố Du lịch vào thị trường ở Sài Gòn, Hà Nội và là Quảng Nam, Đà Nẵng và cũng như ở Hải Phòng trong các đợt xúc tiến mà Sở Du lịch tổ chức, cũng như là Phố Du lịch Quảng Bình tổ chức.
Thì năm vừa rồi thì lượng khách du lịch tới với Quảng Bình và đặc biệt tới với công ty thì rất đông, và công ty đã có thêm một lượng đối tác lớn từ Hà Nội và Sài Gòn để mà họ đưa khách từ Hà Nội, Sài Gòn về với Quảng Bình. Du lịch Quảng Bình cũng đã chủ động liên kết hợp tác với nhiều địa phương ở trong và ngoài nước, cụ thể như liên kết hợp tác với du lịch ở Malaysia, ở Thái Lan, hay là một nhiều địa phương ở trong nước như ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Đà Nẵng, khu vực các tỉnh Bắc Bộ như Quảng Ninh, Hải Phòng. Cùng với các địa phương thì du lịch Quảng Bình cũng chủ động hợp tác với các doanh nghiệp vận chuyển du khách như là tổng công ty đường sắt, rồi các hãng hàng không, các cái doanh nghiệp kinh doanh lữ hành như Vietnam Travel Max, Viettravel vân vân. Vấn đề liên kết hợp tác để cùng thứ nhất là có trao đổi kinh nghiệm quản lý về du lịch, thứ hai là cùng xây dựng các cái sản phẩm cái du lịch, và cái thứ ba là cái vấn đề về cùng người xây dựng về cái chiến lược về quảng bá xúc tiến du lịch. Đặc biệt là qua các cái lần hợp tác và liên kết thì chúng tôi cũng tạo cái môi trường để cho các cái doanh nghiệp trao đổi, có cái trao đổi về và các cái gói sản phẩm, các cái dịch cung ứng dịch vụ, rồi các cái chính sách khuyến mại để cho các cái doanh nghiệp du lịch họ có thêm thông tin để là kết nối và cung cấp lượng khách đến với du lịch tỉnh ta ngày một nhiều hơn. Một trong những nội dung được Quảng Bình cũng như các địa phương quan tâm đó là tăng cường công tác quảng bá trên phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên tổ chức các đoàn farm trip, quảng bá, tiếp thị sản phẩm cho mỗi địa phương, kết nối tour du lịch với các doanh nghiệp địa phương, đồng thời thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình phát triển sản phẩm du lịch, các điểm du lịch, chương trình tour và các sản phẩm du lịch mới của các địa phương để giới thiệu đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp trong phục vụ du khách. Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm 2018, Quảng Bình đón trên 1,8 triệu lượt khách du lịch, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế trên 85.000 lượt. Quảng Bình được báo chí và chuyên gia quốc tế nhận định là một trong những điểm đến đáng trải nghiệm hàng đầu thế giới. Hội An phát triển lên được cũng nhờ Quảng Bình, mà Quảng Bình phát triển lên được cũng nhờ Hội An. Bởi vì khách du lịch người ta tới Việt Nam, người ta cần không phải ở Hội An không. Và sau khi ở Hội An, người ta có thể đi tiếp một điểm nữa. Thì mình cần quảng bá giữa hai nơi để cho mà giới thiệu sản phẩm của Quảng Bình và Quảng Bình giới thiệu sản phẩm của Hậu An. Trong thời gian tới thì cái việc liên kết và hợp tác du lịch chúng tôi đi chuyên sâu hơn vào các cái thị trường, trong cái vấn đề về các cái thị trường mà phù hợp với có cái lượng khách phù hợp với các cái sản phẩm du lịch của tỉnh ta, rồi đánh giá ra soát lại các cái biên bản ghi nhớ hợp tác trước đây với các cái địa phương, với các đối tác để đi vào cái thực chất hơn và xây dựng những cái kế hoạch cụ thể để trao đổi, để hợp tác toàn diện trên các cái lĩnh vực về quảng bá, về sản phẩm du lịch, về xúc tiến, xây dựng các cái cơ chế chính sách về đào tạo nguồn nhân lực vân vân, để là huy động cái sự hợp tác này nó là có cái hiệu quả tốt hơn. Có thể khẳng định, việc liên kết du lịch cho phép các địa phương khai thác những lợi thế về tài nguyên du lịch, hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật và các nguồn lực khác, tạo ra những sản phẩm có tính cạnh tranh cao, thu hút các nhà đầu tư, thu hút khách du lịch đến mỗi địa phương, là xu thế phát triển tất yếu của du lịch trong giai đoạn hiện nay. Với tiềm năng du lịch to lớn, Quảng Bình đang hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 20 tháng 7. Khu vực thị trấn Đồng Lê nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm 65 đến 98%. Khu vực thị trấn Quy Đạt nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm 64 đến 98%. Khu vực thị xã Ba Đồn nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm 69 đến 97%. Khu vực Phong Nha nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm 66 đến 98%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm 74 đến 97%. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm 65 đến 97%. Khu vực thị trấn Quán Hào nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm 67 đến 97%. Khu vực thị trấn Kiến Giang nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm 68 đến 97%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5,
độ cao sóng từ 0,75 đến 1,75m, biển bình thường. Chương trình thời sự trưa nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.